Carnival chương trình lễ văn hóa thể thao quy nhơn Bình Định năm 2024 hướng tới giải đua thuyền máy nhà lửa quốc tế UIM F1 H2O và UIM FPC Aquabar Bình Định Grand Prix 2024. Cũng như mang lại quy nhơn rực rỡ sắc màu cho sự hội tụ văn hóa đa sắc của các đội hình nghệ thuật đến từ nhiều địa phương cùng miền Bắc Bộ. Carnival program in quy nhơn Bình Định Grand Prix 2024. Making Reno to be an interesting destination, attracting romantic and foreign tourists customized to be a city that's increasingly bright, green, clean, beautiful, friendly, rainbow, healthy, and civilized. Tạm biệt tháng 3, xin chào tháng 4. Tâm trạng tốt, sức khỏe tốt, tất cả mọi thứ đều sẽ tốt. Chúc cho tương lai của bạn sẽ sáng đẹp. Mỗi một tháng trôi qua, khi chúng ta nhìn lại, sẽ không phải là nhanh quá, tôi chưa làm được gì, mà sẽ là tuyệt quá, tôi đã đạt được những mục tiêu tôi đã đề ra. Đừng cúi đầu trước năm tháng, đừng đầu hàng cuộc sống, học cách chữa lành những tổn thương, luôn tiến về phía trước. Hãy để mọi thứ tự nhiên. Không phải câu trả lời nào cũng có đáp án, cũng không phải chuyện gì cũng có thể như ý muốn. Quá khứ không thể quay trở lại. Chúc bạn và chúng ta trong cuộc sống bộn bề này tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Nhất định may mắn sẽ chờ đợi bạn ở phía trước. Luôn vững tin nhé.